thì Thi sẽ đi ra ngoài để gặp tất cả các anh chị em mình. Bữa nay người đến rất là đông luôn. Thật ra là nếu mà không mưa là nghẹt nhà luôn, nhưng mà vì trời rất là mưa lớn thì Thi cũng xin chân thành cảm ơn vì tất cả anh chị em đến ở đây là chủ yếu là vui, với lại tò mò Thi trong suốt thời gian vừa qua. Có cái nữa thì đồ ăn thì sẽ có đa dạng, đa sắc, đa màu, anh chị em ăn không hết xin hợp đem về nhé. Tại vì mọi người nhìn bữa nay bà bão nè, trời ơi bão lớn khủng luôn á, bữa nay bão ghê luôn mọi người nhìn nè, trời mưa nè. Nhưng may rằng là Thi đã bán từ lúc 11:30 rồi, cho nên khách vô đông từ lúc đó giờ hiện tại là 1 giờ rồi, cho nên là được 1 tiếng rưỡi cũng đỡ, chứ không thôi là mưa này tơi bời luôn. Ăn rồi chưa cô, vô đi. Chưa nè, chờ đợi người nhà qua. Vô ngồi đi cho đỡ lạnh, chứ đứng đây lạnh lắm á. Bữa nay ông trời mưa khủng khiếp luôn nhưng mà khách vẫn đông. Đây nha, chào bà con cô bác mình nha. Bữa nay trời mưa quá, ế giờ ở đâu vậy? Bữa nay khách đến đông quá trời mà trời mưa khủng khiếp luôn, từ 11 giờ mấy. Bây giờ thì đi lên trên nha. Bữa nay trên lầu cũng đông, ở dưới cũng đông, sẽ có khách nhiều. Thì Thi sẽ lên trên để chào mừng tất cả anh chị em. Bữa nay trời mưa đó cho nên không thôi ra, chứ nãy giờ là đâm chấn động lúc 11:30. Hello, chào mấy anh chị nha. Hello, hello Sus đây. Đây mấy người Campuchia thấy Thi trên Facebook có mọi người, cho nên Thi hỏi tới coi món nào ăn được. Mấy chị nói ăn món nào cũng được. Mấy nhung lương nó mình cho xà lọ tôm dâm mỗi khơi vô tao bên. Campuchia là bảy ta, Australia là bảy đôi, mình là lỡ mình đưa trộn chứ. Liên khả lăng á, bữa nay đông quá trời luôn, những người Campuchia á, người ta thấy Thi trên Facebook á, Thi sẽ vô gặp bà con cô bác nha, coi anh nào đẹp trai. Hello, chào các tình yêu mình nha. Hello. Anh đẹp trai với chị, chồng chị hả? Trời ơi, ấy nha. Ấy nha, đẹp trai với chồng chị hả? Chị đến đây đâu vậy chị, Cà Mau hả? Sao đẹp trai vậy trời? Đứng lên đi ông xã cho vợ chụp cho đã đi. Lâu lâu mới chụp được lần. Ôi đẹp trai quá à. Ôi chị ơi, chị chồng chị ngon quá, chị cho em mượn ngày đi chị. Bữa nay em đãi cho chị ăn khỏi tính tiền. Cho em mượn đi chơi vòng, ngồi chơi đi, trời mưa mấy em đi đâu. Ngồi chơi tí đi. Đây chị em hai vợ chồng hay gì mặc áo giống nhau đi bà nội. Ờ hai vợ chồng luôn, bà này làm vợ sơn móng tay nãy giờ mới để ý. Lên nhìn cái mặt không để ý cái tay. Mẹ luôn, mẹ em đó hả? Mẹ gũi đó hả? Mẹ em đó hả? Dạ. Gọi ba em đây hả? Không phải. Dễ thương quá ha. Rồi em mới có 15 tuổi em lấy chồng rồi, em rậm rực rồi. Em mới có 15 tuổi là em biết yêu rồi. Nhưng mà hai người ở chung nhau, ngủ chung nhau chưa? Rồi đi làm gì hiện tại? Công ty hai đứa làm chung luôn. Dễ thương ha, nhìn thấy cũng dễ thương ha, cũng phù hợp ha, mà thấy phù hợp không? Cho nên từ ngày biết làm gái lâu chưa, chị thấy nó để ý nó lâu chưa? Hồi nhỏ là ra BD rồi. Rồi lúc đó chị có chửi la nó không? Bạc Liêu, trời xa cái gì? Bữa này anh này là chồng chị hả? Anh này chồng chị này. Dễ thương ha, nó dễ thương ha. Rồi hai người này là ăn cặp nhau. Cũng dễ thương, tưởng đâu không có cặp để chị ghẹo. Từ Cà Mau lên tới đây. Cảm ơn mọi người nha, cái dù ăn không có đóng bọc đem về nha anh chị em. Rồi cảm ơn con bon đó, con sao sợ bại. Con là cảm ơn. Cảm ơn mấy anh chị em nhiều nha. Để Thi đi xuống dưới rồi, cảm ơn mọi người nha. Dễ thương quá, ngồi chơi đi, trời mưa. Bữa nay mưa lớn lắm, bữa nay bão nè. Bữa nay ngày chay nữa. Chụp hình đó chị, chụp đi. Này con chị hả? Con trai. Con trai hả? Thôi giờ trời đang mưa, em cũng muốn lên trên nghỉ ngơi, lên trên chơi với em vòng không? Trên cũng không có ai hết trơn, có mình em với anh nè. Cháu học cuối cuối này mới ra trường. Không, đi với anh là được rồi, đi với ba anh biết không? Bữa nay mưa lớn ghê. Trời ơi, ở ngoài đẹp trai quá, gái quá. Chết rồi, bác khen mình đẹp trai chấn động không, luôn. Không, đẹp gái mới lộn. Gắn làm gái muốn chết, bác khen mình đẹp trai giống Lý Hùng. Bữa nay trời mưa lớn quá. Cho nên bây giờ Thi tranh thủ. Con đang coi lê nhá bọt đi. Coi khổm lê các bạn đây. Bây giờ thì đi xuống dưới để Thi coi tất cả các khách hàng nha, vì rất là đông mà trời mưa. Đây khách hàng bữa nay đến nè, ăn quá trời đông luôn, nghẹt hết trơn. Bữa nay em đi chơi với bạn á, với người yêu. Bạn em. Bạn bình thường thôi, bạn gái bình thường hả? Chị em. Chị em. Rồi chồng đâu? Chồng đó đẹp. Phải không đó, chồng đẹp trai nha, nếu mà chồng là đẹp trai á. Nếu mà nói là chồng là đẹp trai, dễ thương. 23 tuổi, gái mới lớn. Nhìn giống như Lệ Quyên quá à. Lệ Quyên hát ca sĩ đó. Đêm chưa ngủ nghe từng đồ hạt mưa, từng hạt mưa. Em biết hát không? Không, em biết. Không hả? Rồi bình thường việc làm của em mỗi ngày là làm việc gì? Bán điện thoại. Cậu giàu đại gia nha. Nữ đại gia chuyển giới bán điện thoại. Ghê chưa? Rồi chồng em là người sửa hả? Sao anh này đẹp trai mà không cho anh ngồi gần đi bà nội. Cách ra má. Má qua đây nè, bà đứng lên đây. Cho người ta ngồi chung với vợ người ta, cha nội. Má này giật chồng ta luôn á. Hiền lắm, dễ thương lắm đó. Cái này thích ngọt ngào. Tuổi heo thích ngọt ngào, âu yếm.
Dễ thương quá à, cảm ơn mấy em nha. Thật ra là hỏi chung với nhau dễ thương thôi, tâm sự vui vẻ. Chúc mấy em vui vẻ nha. Cảm ơn rất là nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay cũng rất là dễ thương, gặp những người trong giới nhau rất là vui. Tại vì trời mưa đó, nếu không trời mưa là rất là đông luôn. Nhà Thi là nghẹt nghẹt giờ này luôn, 1 giờ. Trời mưa nhìn thấy cảm sầu quá à, tại vì biết bữa nay là cái ngày bão. Cho nên là không sao, thì những người Campuchia này mua đồ quá trời nè. Tại sao bọn? Tư nữ. Chai Campuchia nha mọi người, ngon lắm nha. Hay tên gì là hay? Coi lên xin thấy cùng ai tới té liên tới mấy cá chắp lan nữ bọn tới té là ngon cái nia nè đã ai cọt ai nhung cà na ngâm đường thì một hộp chỉ có 60.000 thôi, quá cho nhiều mà ăn nó ngon lắm. Ăn với muối Tây Ninh, mực tẩm gia vị 230.000 nửa kg, bánh kẹp sấy giòn 50.000, bánh cuốn sấy giòn 45.000, da heo cháy tỏi 50.000, cơm cháy trà bông 60.000, cá khô đến từ Thái 100.000, ghẹ sữa cháy tỏi 100.000, trái cây sấy khô tất cả các loại trái cây 80.000, dâu tầm ngào đường 75.000, cà chua ngào đường 75.000. Ngày hôm nay cũng rất là vui để chia sẻ về tất cả các thứ để cho tất cả anh chị em được biết những cái giá mặt hàng để cho các anh chị em dễ lựa chọn và dễ mua. Cà na mấy bữa nay bán nhiều lắm nha mọi người, bán mấy trăm ký lô luôn á. Và kế tiếp đây là mắm rút trộn gỏi, trộn tôm sống mực sống, đỏ chấm tất cả các loại trái cây, 200.000 một hộp, nhận ship các tỉnh luôn. Đây nha, ớt sa tế 80.000, ăn với hủ tiếu bánh canh mì cực kỳ ngon. Đường thốt nốt 90.000, bò dê sốt nó chấm thái 20, bún thái tâm dâm, gia vị nó bún thái tâm dâm 400. Và cái quá cả nhiều món ăn, anh chị em không đến quán được, lên Shopee Food nè, app Grab. Thì lúc nào quán Ti Thi cũng đông, ngày Chủ nhật thứ bảy cực kỳ đông. Mấy bữa nay tất cả anh chị em hỏi tại sao mà tiếng Ti Thi rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Vì thứ nhất là tại vì mấy bữa nay Thi cũng hơi mệt, cho nên là Thi kệ nói chuyện hơi chậm chậm tí xíu để cho nó chuẩn những cái câu nói của Thi. Nhiều khi nói, nhiều khi hay lỡ lời, nói có sai thì mọi người cũng bỏ qua giùm Thi nha. Vì làm nhiều quá cho nên là áp lực hơi mệt tí xíu, thì cho nên là Thi sẽ thay đổi lại cái phong cách, nói nhẹ nhàng, chậm chậm từ từ để cho tất cả anh chị em dễ nghe những câu chuyện của Thi hơn. Và bây giờ đây Thi sẽ ăn kem. Anh ơi, anh đút kem em đi. Hồi xưa giờ anh có người yêu không? Từ ngày anh quen em tới giờ đó, anh có chở em đi ăn kem bao giờ không? Ở dưới quê á. Ăn kem nhà. Ăn kem nhà thôi. Ăn kem nhà đúng không? Ăn kem đậu phộng mà trang gứa dừa đó, có bây giờ ăn không dưới quê á? Có. Có hả? Ngon không? Kem em với kem đó anh nào ngon hơn? Kem này ngon hơn nè. Kem này ngon hả? Béo không? Ủa, kem này béo quá trời. Sao em ăn kem thì không béo hơn anh đâu đó, anh béo hơn kem á. Em thích ăn anh là béo hơn. Anh ăn thấy ngon không? Ê bữa nay anh bự quá vậy, anh có làm gì không mà nó bự vậy? Cái này nó bự. Coi. Sao nó bự? Cái này nó bự hả? Rồi cái khác nó bự không anh? Cái nào cũng bự hả? Cái nào cũng bự hả? Trà đẹp trai lắm. Cũng dễ thương lắm, gái bu hoài à. Vô đây không có mua trà, vô ngắm không mà chật đường á. Thôi anh ăn đi, anh cứ múc ăn đi, ăn không có đậy nắp lại. Hạnh phúc nhất được trai đẹp đút kem cho ăn. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, cà rô ăn móng dưới bìa, kẻ nên người súng biết gì tay ai. Con số 2, con số 2, con số 2, con số 2, má của em biết buồn mà biết bán, biết đổ bánh trang, biết trang cái bánh bèo, ra cánh em nghèo duyên nợ bạc trăm. Cái con số 5, con số 5, con số 5, em hỏi anh đêm nay mà đi đâu, anh nói rằng anh đi mà giăng câu, anh đi giăng câu trên cái chiếc xuồng câu, anh có cây sào, anh trong cái ào ào. Còn số 6 Alibaba nó vui quá đi. Nhảy lên tâm. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây. Thì cũng phục vụ tất cả anh chị em rất là đông đúc, vui vẻ. Vậy thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn xem chương trình của Ti Thi ngày hôm nay. Cũng xin chân thành cảm ơn. Nếu có điều đó sai xuất thì mong rằng mọi người thông cảm bỏ qua. Quán nhà Ti Thi hoạt động vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Tại app Grab City Food tìm kiếm Ti Thi có đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Clip Ti Thi ngày mai ạ. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ.